Đó là một câu được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tại Quảng Ninh 2021-2022. Điều câu là nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau. Và câu A. Dẫn ethylene qua dung dịch. Dẫn ethylene, dẫn khí ethylene từ từ cho đến dư qua dung dịch brom. Hiện tượng quan sát được là gì mời? Mời quý đây. Thầy là brom bị nhạt màu. Dạ cái mắt em ơi. Dạ mất luôn. Cái màu da cam bị mất màu vì thằng dư mà. Bị nhạt màu đến mất màu đúng không em? Từ từ bị nhạt hơn mình nói nghe luôn này, bị mất màu cho nhanh. Phương trình là gì em ạ? Dạ, thưa thầy là CH2 hay là CH cộng với Br2 Ở đây mình đó. ghi C2H4 là không được đúng không? Bởi vì nó không rõ bản chất. Nhớ ngay ngân. Dạ Do đó ghi câu tại cho thầy đây. Câu B. Mời ăn nha. Cho vỏ trứng đã được đập nhỏ vào ống nghiệm chưa sẵn dám ăn. vỏ trứng là CaCl3 thầy. Cái nói hết đi. Hiện tượng là gì? Dạ hiện tượng là có khí thoát ra CaCl3 tan. Hiện tượng là CaCO3 tan có khí không màu thoát ra đúng không em? Không màu không mùi thoát ra được không ạ? Khi không màu không mùi thoát ra là phương trình đây. Rồi tiếp theo mời Khải nào. Khải ơi, hiện tượng sẽ là gì Khải ơi? Dạ hiện tượng xảy ra ban đầu là hiện tượng ban đầu là chất lỏng tách nước, nhưng mà sau đó thì lại không tách nước nữa. Không đúng. Bạn nào cho thầy biết nào? Đăng đi, đăng câu này là đăng. Câu C này. Đúng rồi, hiện tượng là gì? Chỉ có một lần tách lớp rồi, nó phản ứng xong rồi lớp trên lớp dưới lớp giữa. Lớp trên, lớp dưới, lớp giữa. Trên là cái nào, dưới là nào, giữa là cái nào? Trên là este, giữa là thằng nước, à không có giữa, phần dưới là rượu axit với nước với lại thằng NaCl bão hòa. Đúng các bạn ơi. Thế bạn là đúng hay sai nhỉ? Dạ, trên là este, dưới là dung dịch NaCl bão hòa. Chưa đúng. Câu bạn đang là đúng nhất. Ở đây nó có hiện tượng ta lớp lớp trên là te. Bạn biết là đầu tiên này, thầy giải thích cho bạn đó nha. Đầu tiên là axit acetic của chúng ta sẽ đi tác dụng với rượu etanic C2H5OH. H2 bốn đặc nhiệt độ đun nóng. Nó tạo thành CH3COOC2H5 cộng H2O. Như vậy sau vẫn thì chúng ta thể thu được hỗn hợp gồm có gì? Hỗn hợp gồm mấy chất em ơi? Hợp ở đây gồm có axit dư, rượu dư, nước và te đúng không ạ?
Rồi bây giờ thầy hỏi bạn, người ta cho na sẽ giờ dung dịch na sẽ lờ vô để làm gì? Quỹ nào? Giờ chưa biết thì Rồi, long nào? Người ta cho na sẽ giờ lờ vô để làm gì em ơi? em vẫn chưa biết ạ. Rồi Long biết à? Khang. Dạ em cũng chưa biết. Đang cho Nasler vô để làm gì đằng này? Dạ, tăng cái tỷ khối của cái hỗn hợp A của cái dung dịch để dễ lấy thằng ST ra hơn. Đúng rồi. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Người ta thêm NaCl vào để làm gì để cho nó đẩy cái tè chúng ta tăng lên. Hiểu vấn đề không em? Chúng ta hỗn hợp chúng ta thực chất nó đang tách lớp rồi. Lớp trên là nào ạ? Lớp trên ở đây đúng không em? Este. Còn lớp dưới là gì? Lớp dưới là rượu, axit và nước. Hiểu vấn đề không ạ? Các bạn hiểu thầy nói không nào? Và khi mình cho dung dịch NaCl bão hòa vào, ở đây người ta dùng chính dung dịch muối ăn bão hòa NaCl bão hòa, thì chính NaCl bão hòa thì nó sẽ tăng cái thể tích lên, và thứ hai nữa là nó đẩy cái tay lên trên và chúng ta dễ dàng thu được cái tay. Thế thôi, như vậy cái đó nó tách lớp đúng không em? Cái NaCl vô thì tách lớp nó dễ hơn, hiểu vấn đề không ạ? Bởi vì nó tăng tăng tỷ trọng lên. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Như vậy tới lớp thì lớp trên là gì? Trên nó là ST, hiểu vấn đề không em? Còn dưới này là gồm có rượu dư, axit dư và gì? Và nước thế thôi, với NaCl bão hòa. Không biết các bạn có ý kiến gì hôm nay không để thầy giải thích lại. Ở đây thôi bạn, nếu đây mình dùng nào hát có được không ạ? Các bạn ở đây mình dùng nào hát được không ạ? Ngân, dùng nào hát được không em? Dạ không. Vì sao thế? Tại vì là axit với lại rượu đều tác dụng với nào. Làm gì có rượu đó em? Rượu nào tác dụng vào nào hát được? À đúng rồi, rượu. Chỉ có axit tác dụng thôi đúng không? Ừ. Các câu này thôi hơi phức tạp hơn em không nhé. D. Cho dung dịch sắt cao đầu dơ vào ống nghiệm, thêm một ít dung dịch 24 vào, nhỏ từ 2-3 phút, sau đó đun nào hát trung hòa. Cho dung dịch thu được vào AgNO3. Như vậy hiện tượng ở câu C chúng ta ghi là gì ta? Hiện tượng có tách lớp đúng không em? Hiện tượng tách lớp. Thì bạn nói như trên là lớp trên là đây, lớp trên là T, lớp dưới là hỗn hợp máy này. Được chưa ạ? Câu D. Câu D thầy mời Khải đi. Cho dung dịch sắt cao dơ, sau đó cho H4 vào. Đun nóng từ 2 đến 3 phút, hiện tượng sẽ ra là gì? Nếu có hiện tượng quá thì em sẽ cho thầy phương trình trước đi, rồi chúng ta nói hiện tượng sau. Phương trình là gì em ơi? Phương trình là gì Khải ơi? Dạ là dung dịch sắt calo nó biến thành glucose với fructose. Rồi tiếp tục, thầy hỏi tiếp theo. Trong hai thằng glucose và fructose thì thằng nào tác dụng với AgNO3 trong môi trường NH3? Glucose. Sai. Bạn nào ạ? Bạn nào cho Cả ta biết? hai. Cả hai. Vì sao cả hai? Vì sao cả hai tác dụng em?
Vì sao cả hai tác dụng nhau? Bà nào cho biết vì sao cả hai tác dụng? Có biết không ạ? Nghĩa? Vì sao có yêu cả hai tác Vì dụng? sao? Còn Ferrux nó làm gì có nhóm CSO mà tác dụng này? Thì đó mới là có hai em. Đó thầy mới hỏi em chứ, còn nếu mà vậy thì thầy hỏi là em làm gì? Có biết không? Có biết không? Để thầy nói. Nó biến thành glucose đúng không thầy? Trong đời trong môi trường nào? NH3 là Trong môi môi trường trường gì? là và kiềm. Kiềm, đúng rồi, chính xác. Bản chất ở đây đó là đầu tiên này. Chúng ta khó quá, chúng ta nêu phân định được C12H22O11. Đây là saccharose. Đầu tiên người ta thủy phân trong môi trường axit 22E4 nhiệt độ đông nóng, đem ta thành C6H12O6 cộng C6H12O6. Đây là glucose, đây là fructose. Các bạn nghe thầy nói nhá. Tới đây kiến gì không đã, để thầy giảng tiếp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về công thức cấu tạo của glucose và fructose. Glucose chúng ta nhớ thầy là năm ho một chó. Năm ho một chó tức là năm nhóm OH, một nhóm CHO. Thông thường ở đây mình dùng những ngôn từ mạnh nặng lắm, do đó các bạn nghe cho kỹ. Năm ho một chó. Thì đây, đây một OH và đây bốn OH là năm ho. Một chó. À, fructose là năm ho một cô. Rồi theo bạn thì fructose này bạn đã gặp chưa? Fructose công thức cấu tạo như thế nào, bạn nào biết nào? Thì nó là cái nhóm CHO đúng không em? Nhóm CO đúng không em? Thì đây. Có biết không ạ? À? Biết không, để thầy nói. Hai thằng này là hai hợp chất hữu cơ tạp chất em nha. Nghe kỹ, ở đây nó là 3 CO CH2OH. Đúng, 5 ho 1 CO chưa? Chúng ta nhớ cái thầy này, trong môi trường bao giờ nha. Nhớ cho thầy như thế này. Fructose chúng ta sẽ đi tác dụng với NH3 để biến thành glucose. Fructose này, toger này. Trong môi trường NH3 thì nó tự biến đổi về glucose. Cần thầy câu hỏi này, bởi vì câu hỏi này nếu người ta ra có thể ra tính toán và chúng ta bị dính trưởng ngay cái chỗ này liền. Hiểu vấn đề không em? Sau đó chính glucose chúng ta sẽ thực hiện vận răng bạc. Và như bữa trước thầy nói các bạn, ở đây chúng ta nên ghi kiểu của cấp 2 hay kiểu của cấp 3. Bữa trước thầy nói rồi, cấp 2, cấp 3. Các bạn. Vì sao vậy? Bởi vì đề có thể khai thác cho chúng ta những tình huống đặc biệt. Còn nếu em ghi kiểu cấp 2 thì nó không rõ bản chất của nhóm chất CHO. Hiểu vấn đề không ạ? Thì ở trong chương trình thì người ta cho chúng ta là AG2O. Em, đó là chương trình cơ bản. Mà các bạn đi thi chuyên là chương trình nâng cao. Do đó chúng ta cần ghi rõ cho thầy ha. Thầy nói rất là kỹ đó. Cái những phương trình nào mà mình không biết á, thì tranh thủ đi. Vừa học online chúng ta dùng cái điện thoại chúng ta chụp chụp thầy đây nha, để bữa sau có cách mà chúng ta ôn lại một cách dễ dàng. Chúng ta bỏ vào iCloud trên Zalo đấy, để bữa sau xem. Hoặc là nếu bạn ngại quá thì bạn muốn hỏi cái gì thì thầy sẽ cắt có rõ từng phân trình một cho các bạn không hỏi điều này, được chưa? CH2 OH CHOH tất cả 4. Bữa nay em tốt hơn nhiều chưa đồng chí Quý? Dạ nhiều thầy. Em học với thầy thì em thấy em có độ tiến bộ của em, có độ chắc kiến thức em cao hơn chưa? Dạ cao hơn. Rồi, và chúng ta còn nhiều chiến trường nữa, cố gắng. Quan trọng là chiến trường tháng 6 á.
Qua tháng 5 thì cơ cho bạn thi học sinh giỏi xong bắt đầu thì tăng cường đó. Bắt các bạn đến giai đoạn chúng ta cần phải giảm bớt những môn không cần thiết em nha. Chứ để qua mà tháng 5 thì tăng thì cường thì rất là mệt luôn. Rồi, cái kiến gì vô này không đã? Như vậy đầu tiên chúng ta nói hiện tượng là gì? Hiện tượng là gì ạ? Ở đây mình còn thiếu một phương trình nữa em. Thiếu phương trình nào ạ? Thiếu phương trình nào bạn ơi? Thiếu phương trình trung hòa bờ nào hát bạn thấy không? Được chưa? Như vậy chúng ta thiếu phương trình trung hòa nào hát. Thứ ghi đây nha. Còn đi thi bạn nhớ sắp xếp lại trật tự cho nó khớp. Nào hát cộng cho H2S4. Đối với thầy một bất kỳ một câu nào chúng ta cần phải rõ ràng. Chúng ta chỉ cần chủ quan một giây á, đi thi chúng ta gặp lại, chúng ta chỉ cần ẩu là chúng ta sẽ trả giá ngay liền. Như vậy hiện tượng là gì? Hiện tượng chúng ta là gì em ơi? Như vậy bạn giờ đây bạn nói được hiện tượng không? Hiện tượng là gì nhỉ? Hiện tượng là chúng ta sẽ tạo ra kết quả bạc màu trắng thế thôi, không nói nhiều. Đó cái hiện tượng cuối cùng. Nếu mình những cái thứ khác mình không hiểu rõ thì mình chỉ nói hiện tượng cuối cùng cho thầy là đủ. Thế thôi. Lê ơi, em hỏi gì không Lê à? Dạ không thưa thầy. Đi tiếp được chưa nhỉ?